Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev gọi sự việc là tội ác chiến tranh và cho rằng Mỹ gián tiếp chịu trách nhiệm. Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky cho biết nước này sẽ bổ sung nội dung lên án vụ tập kích vào nghị quyết do Brazil soạn thảo, dự kiến được đưa ra bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an ngày 18 tháng 10. Anh, Pháp, Ai Cập cùng một số quốc gia khác cũng lên án vụ tập kích Bệnh viện Anali, kêu gọi điều tra làm rõ bên phải chịu trách nhiệm. WHO cho biết Bệnh viện Anali đang hoạt động, có bệnh nhân và người chăm sóc y tế, những người đi sơ tán cũng trú ẩn tại đó. Theo WHO, Anali là một trong số 20 bệnh viện ở miền Bắc Gaza nằm trong khu vực quân đội Israel yêu cầu sơ tán hôm 13 tháng 10. Tổ chức này cho rằng việc sơ tán không thể thực hiện trong bối cảnh an ninh hiện tại, nhiều bệnh nhân nguy kịch và thiếu nguồn lực. WHO kêu gọi lập tức kích hoạt sự bảo vệ dành cho dân thường và cơ sở y tế. Cần đảo ngược lệnh sơ tán, luật nhân đạo quốc tế cần được tuân thủ, nghĩa là cơ sở y tế cần được chủ động bảo vệ và không bị nhắm đến, tổ chức này bổ sung. Các bác sĩ trả lời truyền thông tại Bệnh viện Al-Shifa, nơi tập trung thi thể người thiệt mạng trong vụ tập kích Bệnh viện Anali ngày 17 tháng 10. Ảnh AFP, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảm thấy kinh hoàng trước sự việc. Cao ủy về nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Turk lên án vụ tập kích, gọi đây là hành động không thể chấp nhận được. Chủ tịch Hội đồng châu Âu EC Charles Michel nói tấn công vào hạ tầng dân sự là vi phạm luật pháp quốc tế. Quan chức phụ trách đối ngoại của Liên minh châu Âu EU Joseph Borrell cho biết thông tin Bệnh viện Anali bị tập kích làm gia tăng sự kinh hoàng của thảm kịch đang diễn ra trước mắt chúng ta suốt nhiều ngày qua. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev gọi sự việc là tội ác chiến tranh và cho rằng Mỹ gián tiếp chịu trách nhiệm. Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky cho biết nước này sẽ bổ sung nội dung lên án vụ tập kích vào nghị quyết do Brazil soạn thảo, dự kiến được đưa ra bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an ngày 18 tháng 10. Anh, Pháp, Ai Cập cùng một số quốc gia khác cũng lên án vụ tập kích Bệnh viện Anali, kêu gọi điều tra làm rõ bên phải chịu trách nhiệm. WHO cho biết Bệnh viện Anali đang hoạt động, có bệnh nhân và người chăm sóc y tế, những người đi sơ tán cũng trú ẩn tại đó. Theo WHO, Anali là một trong số 20 bệnh viện ở miền Bắc Gaza nằm trong khu vực quân đội Israel yêu cầu sơ tán hôm 13 tháng 10. Tổ chức này cho rằng việc sơ tán không thể thực hiện trong bối cảnh an ninh hiện tại, nhiều bệnh nhân nguy kịch và thiếu nguồn lực. WHO kêu gọi lập tức kích hoạt sự bảo vệ dành cho dân thường và cơ sở y tế. Cần đảo ngược lệnh sơ tán, luật nhân đạo quốc tế cần được tuân thủ, nghĩa là cơ sở y tế cần được chủ động bảo vệ và không bị nhắm đến, tổ chức này bổ sung. Các bác sĩ trả lời truyền thông tại Bệnh viện Al-Shifa, nơi tập trung thi thể người thiệt mạng trong vụ tập kích Bệnh viện Anali ngày 17 tháng 10. Ảnh AFP, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảm thấy kinh hoàng trước sự việc. Cao ủy về nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Turk lên án vụ tập kích, gọi đây là hành động không thể chấp nhận được. Chủ tịch Hội đồng châu Âu EC Charles Michel nói tấn công vào hạ tầng dân sự là vi phạm luật pháp quốc tế. Quan chức phụ trách đối ngoại của Liên minh châu Âu EU Joseph Borrell cho biết thông tin Bệnh viện Anali bị tập kích làm gia tăng sự kinh hoàng của thảm kịch đang diễn ra trước mắt chúng ta suốt nhiều ngày qua.